Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện ngũ hành tôi thiếu em của tác giả Tây Tử Tự. chương 83, chuyển không ra phòng ở. Khi đến bệnh viện, Lâm Giác thông báo rằng đã liên hệ được với nhân viên y tế để họ mang theo thiết bị cần thiết suốt đêm khẩn cấp tới đây. Nếu tình hình cho phép, đội ngũ y tế chuyên nghiệp sẽ nhanh chóng đưa các đứa trẻ còn đang hôn mê trong bệnh viện ra ngoài. Vẻ mặt của mọi người đều khá nghiêm nghị, Hiển nhiên cảm giác mèo khóc chuột khi đối diện với tai ương này. Từ thị đã lánh đời cả trăm năm, cuối cùng vẫn không thể trốn tránh được sự diệt vong. Bên ngoài bệnh viện, Lâm Giác đốt điếu thuốc, Chu Gia Ngư cũng xin một điếu. Trong làn khói thuốc lượn lờ, cô mở miệng nói, những năm qua, họ ngày càng thành thạo trong việc khống chế người giấy. Những người giấy này thậm chí còn có ý thức riêng của mình loại năng lực này khiến bất kỳ gia tộc nào cũng phải ngưỡng mộ. Chỉ tiếc rằng phúc hề họa theo, dù thị tộc có cường đại đến đâu, vẫn không thể tránh khỏi sát cơ của thiên đạo. Chu gia ngư vuốt ve lưng tiểu chỉ, để nó dựa vào ngực mình. Tiểu chỉ không khóc, biểu hiện của nó cũng bình tĩnh, nhưng chỉ có ai từng thấy trước đây mới hiểu rằng sự bình tĩnh này thiếu đi vẻ ngây thơ, phảng phất như nó đã trưởng thành chỉ sau một đêm đầu óc Chu Gia Ngư có chút rối bời. Hắn nhớ tới người đàn ông bí ẩn đã gặp ở khách sạn trên thiên đài cùng với Lâm Trục Thủy. Hắn cảm giác người đó và Từ Kinh Hòa có mối liên hệ không rõ ràng. Còn có lời nói của Từ Kinh Hòa, nhắc đến phương pháp chế cứng, giao nhân thân thể, âm linh chi khế. Suy nghĩ kỹ, tất cả đều liên quan đến những sự việc đã xảy ra trước đó. Cây tinh cùng Diễm Hồng Tụ, chuyện ma quái ở trường học, và lần phát sóng trực tiếp gặp quỷ gạo kê, đều có thể xác định là do từ kinh hỏa gây ra. Chu Gia Ngư thở ra một làn khói, kể lại ngắn gọn những suy nghĩ của mình. Có thể tìm được hắn là tốt nhất." Lâm Giác nói, "Ta cũng cảm thấy hắn có người đứng sau. Tuy nhiên, dù có ai giật dây, trên tay hắn cũng đã dính không ít mạng người. Nợ máu phải trả bằng máu." Chu Gia Ngư thở dài, gật đầu đồng ý họ luôn canh giữ ở bệnh viện để phòng kẻ nào đó muốn lợi dụng tình thế để tấn công các đứa trẻ tử thị đúng như dự đoán sau khi biết xà sơn đã bị thiêu hủy hoàn toàn và không còn ai của tử thị sống sót rất nhanh đã có người nhắm vào mấy đứa trẻ còn lại trong bệnh viện chu gia ngư nhìn thấy lâm trục thủy ngồi trong phòng bệnh từng người đến đều bị anh đuổi đi toàn bộ quá trình chưa ai được sắc mặt tốt chỉ cần dám mở miệng anh tuyệt đối châm chọc khiêu khích trước đó vị trương đạo nhân gặp trên núi cũng xuất hiện trong phòng bệnh khi ông ta bước vào nghiêm mặt gọi lâm tiên sinh dù trông ông ta có vẻ tiên phong đạo cốt nhưng khi thấy chu gia ngư đứng sau lâm trục thủy ánh mắt tham lam của ông ta không giấu được ông ta cười nói lâm tiên sinh tình trạng của mấy đứa trẻ này không ổn lắm chúng ta đạo gia có một pháp lâm trục thủy lạnh lùng nói đạo gia các người bệnh không đi bệnh viện sao Trương đạo sĩ đáp, đi là phải đi. Lâm trục thủy tiếp tục, bệnh của mình còn không chữa xong, lại muốn chữa bệnh cho người khác. Trương đạo sĩ, phải nói, đây là lần đầu tiên Chu Gia Ngư thấy Lâm trục thủy mắng người lợi hại như vậy, lời nói không chút nề mặt. Trương đạo sĩ mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng nghẹn ra một câu, Lâm tiên sinh, ngài muốn độc chiếm từ thị di tử, có phải hơi quá đáng chút không? Lâm Trục Thủy lập tức đứng lên, đi tới trước mặt ông ta, nhếch cằm lên, lạnh lùng nói. "Trương đạo sĩ thấp hơn Lâm Trục Thủy, cố gắng giữ vững mặt mũi nhưng chân lại không tự chủ lùi lại mấy bước, khí thế giả tạo." "Độc chiếm." Lâm Trục Thủy nói, "Bọn họ đều là người, ta độc chiếm họ làm gì?" "Trương đạo trưởng, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung." Nói sai, phải chịu trách nhiệm đấy. Mấy chữ cuối cùng anh gần như nghiến răng. Trương đạo trưởng cắn răng nói, nhưng đồ đệ của ngươi rõ ràng đã học khống chế thuật giấy. Lâm Trục Thủy nói, Gia Ngư, lại đây. Chu Gia Ngư ôm tiểu chỉ đi tới trước mặt Lâm Trục Thủy, nhìn Trương đạo trưởng với vẻ mặt khó chịu. Trương đạo trưởng bị Chu Gia Ngư nhìn chằm chằm cảm thấy giả tạo hơn, nhưng vẫn giữ sĩ diện không chịu buông. Lâm Trục Thủy sau đó nói, tiểu chỉ, có người muốn cướp người từ thị. Vừa nghe vậy, tiểu chỉ vốn đang ngoan ngoãn trong lòng Chu Gia Ngư liền nhảy xuống đất, vén tay áo lên và lao thẳng về phía trương đạo trưởng. Tiểu chỉ chỉ cao 1 mét 2 trông như một đứa trẻ nhỏ, trương đạo trưởng hoàn toàn không để nó vào mắt, cho đến khi. Ông ta bị tiểu chỉ quật ngã, sau đó bị kéo lê ra khỏi phòng bệnh như rác thải. Chu Gia Ngư chứng kiến tiểu chỉ vứt trương đạo sĩ ra ngoài vài bước, rồi quật ngã ông ta mạnh mẽ ngay sau đó sau cùng thì chú cúi đầu và rời khỏi chu gia ngư nhận ra hành động mạnh mẽ của tiểu chỉ và tự hỏi anh ta đã học từ đâu lâm trục thủy sờ nhẹ đầu tiểu chỉ và khen ngợi rất tốt tiểu chỉ phấn khích gật đầu và vui vẻ bỏ tới chu gia ngư nằm trên vai anh ta và liếm cổ của anh sau đó lâm trục thủy và những người khác không nói một từ chỉ cần ai mở miệng là anh ta đã ra lệnh cho tiểu chỉ hành động. Sau đó, tất cả mọi người chờ đợi ở cửa ra vào, không ai dám bước vào phòng. Lâm Giác vừa trở về từ viện, ngay lập tức thấy một số đại gia phong thủy đứng ở cửa ngó vào phòng bệnh. Lâm Giác, cô cảm thấy tiếc nuối khi không ở bên trong để thấy Từ Nhập Vọng. Tại sao không vào trong? Lâm Giác vỗ nhẹ vai Từ Nhập Vọng, và tóc của người sao lại dài ra như vậy? và người cũng trở nên lạ lùng hơn. Từ Nhập vọng trả lời, không cần bàn tóc, chúng ta vẫn có thể là bạn, nhưng vấn đề này thì sao? Họ vẫn đang hôn mê. Chu Gia Ngư nhìn sang Lâm Trục Thủy, thấy anh ta không có ý định đuổi Từ Nhập vọng ra khỏi phòng, nên tiếp tục giải thích, họ hít phải khói độc và thiết bị cứu trợ không đủ, nên họ sẽ được chuyển ra ngoài bệnh viện để điều trị. Từ Nhập vọng thở dài, từ nhập vọng tìm một chỗ ngồi và ngồi xuống. Lâm Giác và Lâm Trục Thủy bắt đầu thảo luận về việc rời đi vài chi tiết nhỏ, dự tính đợi nhân viên y tế đến vào buổi tối để bắt đầu di chuyển các bệnh nhân đang hôn mê. Họ đã mua vé tàu và muốn rời đi khi đêm xuống, việc này càng sớm càng tốt vì tình hình ở Từ thị vẫn còn căng thẳng và họ bị theo dõi nhiều. Chu Gia Ngư nhớ lại một điều và hỏi, "Tiên sinh, tại sao nhánh cây kia không héo tàn?" Lâm Trục Thủy giải thích, cây kia được nuôi dưỡng bởi âm khí đặc biệt từ tổ thụ, cần phải có môi trường ôn dưỡng mới có thể giữ cho cây không héo tàn. Chu Gia Ngư mới hiểu, cây không héo tàn là do sức mạnh của Lâm Trục Thủy, nhưng cô vẫn không biết cây nhỏ đó có thể giúp ích cho từ thị như thế nào. Trong khi đó, Lâm Giác đã liên hệ với nhân viên y tế và họ đã đến rất nhanh. Họ bắt đầu di chuyển các bệnh nhân đang hôn mê một cách chuyên nghiệp. Trong suốt thời gian di chuyển, Lâm Trục Thủy và Chu Gia Ngư luôn ở bên cạnh để bảo vệ và ngăn chặn mọi tình huống xấu có thể xảy ra. Cuối cùng, họ đã thành công trong việc di chuyển các bệnh nhân lên tàu hỏa, rời khỏi xà sơn. Từ giám cũng đi cùng họ. Lâm Giác hỏi tại sao ông ta không nhìn nhiều hơn xung quanh. Từ giám nói rằng ông ta không hy vọng gì hơn ngoài việc biết về tình hình của từ thị, dù sao đó là một gia tộc phong thủy, nếu đã nói sẽ bị tiêu diệt thì sẽ bị tiêu diệt chỉ còn lại một vài đứa trẻ điều này khiến ông ta cảm thấy rất chạnh lòng bọn họ không nên chạm đến giới hạn lâm giác nói trong lúc hút thuốc thiên đạo ngày càng hẹp hòi từ dám thở dài chu gia ngư ngồi bên cạnh lâm trục thủy anh ta có thể thấy rằng lâm trục thủy cảm thấy mệt mỏi anh ta nhẹ nhàng hỏi tiên sinh ngài mệt không lâm trục thủy trả lời không sao Chu Gia Ngư nhớ lại những ngày qua Lâm Trục Thủy luôn thức trắng đêm, anh ta nói, nếu ngài buồn ngủ, có thể dựa vào vai của ta. Ta có thể thay đổi ca đêm với ngài, ta không buồn ngủ. Nếu nói như vậy, Chu Gia Ngư ban đầu nghĩ rằng Lâm Trục Thủy sẽ từ chối, nhưng không ngờ anh ta lại gật đầu đồng ý một cách tự nhiên, sau đó tự nhiên dựa vào vai của Chu Gia Ngư. Hơi thơm nhẹ của đàn hương lấn át trong không khí, nhấm nháp vào mũi Chu Gia Ngư anh ta nhanh chóng lấy một số áo khoác từ bên cạnh và nhẹ nhàng đặt lên lâm trục thủy. Lâm trục thủy thở dài một cách nhẹ nhàng, cân nhắc từng hơi thở, trong khi đó Chu Gia Ngư ngồi thẳng, cố gắng để lâm trục thủy dựa vào một cách thoải mái. Anh ta nhìn lâm trục thủy, chiêm ngưỡng nụ cười mỏng manh của anh, đôi môi nhạt nhòa và lông mi mảnh mai, cùng với những rung động nhẹ nhàng, khiến anh ta cảm thấy một loại hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời vì chiều cao của lâm trục thủy vượt trội hơn một chút anh ta phải khom lưng để dựa vào vai chu gia ngư nhận ra rằng anh ta có vẻ không thoải mái chu gia ngư nhẹ nhàng gọi anh ta và lấy tay để nâng dậy sau đó ôm anh ta vào lòng cho phép đầu anh ta nằm trên khuỷu tay của mình lâm trục thủy cảm nhận được hành động của chu gia ngư không phản kháng mà là tương ứng theo chu gia ngư nhìn thấy sự thích thú của lâm trục thủy khi anh ta dần dần thoải mái hơn Tư thế này không cần phải khom lưng, mà anh ta vẫn có thể ôm Lâm Trục Thủy và nhìn thấy mặt của anh ta rõ ràng hơn khi cúi đầu. Trong bóng tối dần dần, mọi người khác hoặc ngủ, hoặc ngồi im trong buồng, Chu Gia Ngư cảm thấy Lâm Trục Thủy đã ngủ say, vì vậy anh ta từ từ cúi đầu, làm điều mà anh ta đã từng mong muốn hôn nhẹ môi của Lâm Trục Thủy như những sợi lông mi nhẹ nhàng, khiến anh ta cảm thấy vui vẻ. Hạnh phúc không cần phức tạp, chỉ cần ở bên người yêu cùng chia sẻ tâm tư và ôm nhau trong vòng tay, đã đủ làm cho người hâm mộ ghen tị. Sáng ngày thứ hai, tàu hỏa an toàn đưa các em nhỏ đến trạm cuối cùng. Các nhân viên y tế chuyên nghiệp đã sắp xếp để chuyển họ vào phòng bệnh, và Lâm Giác đã đảm bảo rằng bệnh viện được bảo mật, lo sợ rằng những người khác có thể tìm đến. Bọn cháu có thể cần một thời gian để tỉnh lại. Bác sĩ đã kiểm tra kỹ lưỡng trước khi thông báo cho họ. Các hậu quả của sự tỉnh lại sẽ chỉ rõ sau, nhưng nếu có thiếu dưỡng khí, có thể gây tổn thương cho não. Trong tình huống này, Lâm Trục Thủy không thể làm nhiều hơn, ngoài việc cung cấp hỗ trợ tài chính để đảm bảo các em nhỏ nhận được điều trị tốt nhất. Hy vọng rằng các em nhỏ này sẽ vượt qua được khó khăn. Sau khi xử lý xong vấn đề này, họ trở về Lâm Gia. Sau lần trở về này, mọi người đều nghỉ ngơi một vài ngày chu gia ngư cũng mệt mỏi và nằm trên giường ngủ sâu và say anh ta chỉ thức dậy khi ánh sáng mặt trời chiếu vào sáng thứ hai khiến anh ta đói sau khi rửa mặt anh ta đi xuống lầu khi anh ta đến phòng khách ở tầng dưới anh nhận ra mọi người đang ngồi đó ánh mắt hướng về phía anh ta giống như một bầy sói đói nhìn vào con mồi chu gia ngư muốn ăn cái gì thẩm nhất cùng đáng thương đến không thể tả nói chúng em muốn ăn thịt dê. Chu Gia Ngư, thẩm nhất cùng, liệu anh không cần gì trừ việc ăn cơm sao? Anh ta có chút bối rối, nhưng vẫn đi vào nhà bếp và chuẩn bị nồi thịt dê nấu canh. Anh ta nấu một nồi canh gà ngon để cung cấp cho Hoàng Thử Lang và nhóm của anh. Lần này, Tiểu chỉ trở về đã trưởng thành hơn và không còn hấp dẫn Hoàng Thử Lang nữa. Thay vào đó, cậu ngồi yên trên ghế sofa, dường như đang suy tư về điều gì đó. Chu Gia Ngư thấy lòng đau vì cậu và cũng cho cậu một ít đồ ăn. Dù tiểu chỉ có thể ăn, nhưng anh lo lắng rằng cơ thể của cậu không đủ sức để tiêu hóa. Thời gian qua, tiểu chỉ đã dường như xa suốt đi một cách đáng kể, làm Chu Gia Ngư cảm thấy rất không thoải mái, vì vậy anh đã quyết định cho cậu ăn đồ ăn. Khi tiểu chỉ nhận được bát đồ ăn và ngồi lên bàn, anh ấy và Hoàng Thử Lang cười vui vẻ tạo ra một hình ảnh hài hòa. Thịt dê thật sự rất ngon, chất thịt mềm mại và thơm phức, hoàn hảo cho việc nấu canh. Trong lúc ăn cơm, Lâm Trục Thủy cũng đến, ngồi bên cạnh Chu Giang Ngư và cùng anh ta thưởng thức bữa ăn. Tình cờ, anh ấy còn giúp Chu Giang Ngư gắp đồ ăn. Chu Giang Ngư cảm thấy hạnh phúc khi được Lâm Trục Thủy quan tâm và giúp đỡ. Mỗi ngụm canh anh uống đều thấy ngọt ngào. Từ vụ việc của Từ gia vẫn chưa được giải quyết, và sau mấy ngày, Lâm Phách thường xuyên ghé qua để thảo luận vấn đề với Lâm Giác. Lâm Trục Thủy biết về điều này và đã mời Lâm Phách vào để nói, nếu có bất kỳ vấn đề gì, hãy đến tìm tôi. Lâm Phách cười khổ, chắc chắn không ai dám đâu, thúc. Anh ta nhìn về phía Chu Gia Ngư, cậu bé đang nằm trên đầu Lâm Trục Thủy, tiểu chỉ dường như đã trở thành một phần của họ. Không dám thì cút đi lâm trục thủy nói hãy nói cho họ biết đừng nghĩ rằng tôi sẽ che chở cho lâm gia lâm phách không thể trả lời chỉ có thể cúi đầu và rời đi chu gia ngư bắt đầu nhận thấy mối quan hệ kỳ quặc giữa lâm trục thủy và gia đình lâm lâm trục thủy không có mối quan hệ gần gũi với gia đình lâm và ngược lại gia đình lâm đối với anh ta cũng không có sự kính trọng nhiều chu gia ngư hỏi lâm giác và biết rằng vào năm đó gia đình Lâm có một số vấn đề với cha mẹ của Lâm Trục Thủy và sau đó anh đã chuyển đến sống ở Lâm gia. Theo quy định, Lâm Trục Thủy phải để cho các đệ tử của mình giữ họ Lâm, nhưng anh ta thực sự không thích gia đình Lâm và vì vậy đã cho các đệ tử của mình mang họ Thẩm. Không lâu sau đó, Chu Gia Ngư thấy có người đến thăm nhà, dường như Từ gia vẫn đang cố gắng lấy lại quyền lực bằng mọi cách. Lâm Trục Thủy tính khí vốn không được tốt lắm, khi gặp phải những tình huống khó khăn anh thường như con kê kê giống nhau nhưng với sự chiều mến và quan tâm dường như không thể phủ nhận anh đôi khi đặt nặng quá mức trên sự khích lệ và sự che chở mặt ngoài thay vì trực tiếp thể hiện cảm xúc và chỉ dẫn họ tránh xa khỏi nguy hiểm sau hơn nửa tháng vất vả tin tức từ bệnh viện mới cho biết mấy người đã tỉnh lại từ trạng thái hôn mê chu gia ngư và lâm trục thủy đến thăm phòng bệnh chỉ thấy còn lại từ thị và mấy người thân của họ những người này khi tỉnh lại đều giữ bình tĩnh và thậm chí là mạnh mẽ trong tình thế khó khăn, chỉ có vẻ lo lắng khi họ nhìn thấy Chu Gia Ngư. Lâm Trục Thủy cũng không trì hoãn, anh hỏi về tình trạng hiện tại của họ. "Chúng tôi muốn tìm một người thầy mới." Một người cậu bé khá lớn tuổi trong số họ nghiêm túc nói, "Chỉ cần chúng tôi còn sống, Tử thị vẫn chưa bị diệt vong." "Được." Lâm Trục Thủy đáp, "Tôi sẽ hỗ trợ các người." Nhưng có điều các người phải đáp ứng một điều kiện của tôi. Điều kiện là gì? Người đàn ông hỏi. Lâm Trục Thủy trả lời, tôi muốn các người tìm một người thầy phù hợp, học tập dưới sự hướng dẫn của họ cho đến khi trưởng thành, sau đó tôi sẽ cung cấp tài chính và thông tin cho các người, nhưng việc tiếp theo là của các người, các người có thể tự do lựa chọn. Cậu bé gật đầu đồng ý với điều kiện của Lâm Trục Thủy. Những đứa trẻ này rõ ràng đang chịu đựng sự đau lòng do ức chế tình cảm của họ, họ giả vờ kiên cường nhưng sự đau khổ vẫn hiện hiện trên khuôn mặt của họ. Khi nhìn thấy Chu Gia Ngư đưa ra tiểu chỉ từ trong túi của mình, họ không giữ được bình tĩnh và bắt đầu rơi lệ im lặng, điều này cho thấy họ muốn nắm giữ một phần quá khứ của mình. Duyên phận giữa Từ Thị và những người này đã kết thúc, không ai biết liệu trong tương lai họ có thể tạo ra một duyên phận mới hay không. Theo như Lâm Trục Thủy đã hứa, anh đã giúp họ tìm người thầy, không chỉ một mà nhiều, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực phong thủy. Chu Gia Ngư thường xuyên đưa tiểu chỉ đi thăm họ, để đem lại sự an ủi và hỗ trợ cho họ. Trong khoảng thời gian này, Lâm Trục Thủy không tiếp tục vụ án, mà anh tập trung vào điều tra về tử kinh hỏa. Chi tiết về điều này không rõ ràng với Chu Gia Ngư, nhưng anh biết rằng vào thời gian trước tháng 12, Lâm Trục Thủy đã biến mất trong vài tuần mà không nói rõ lý do, cũng không cho biết sẽ trở lại sau bao lâu. Trong lúc này, có người đến xin giúp đỡ, vẫn là người do Lâm Phách dẫn đến. Lâm Trục Thủy không có ở đây, Lâm Giác nói, không có anh ấy, tôi không thể giúp được gì. Lâm Phách trông thất vọng, không có gì khác anh ta có thể làm ngoài việc hỏi khi nào Lâm Trục Thủy sẽ trở về. Tôi cũng không biết, Lâm Giác đáp có thể là cuối tháng 12, có thể là tháng sau. Cô nhún vai, ánh mắt chuyển sang mấy người đệ tử bên cạnh, tại sao các bạn không thử tới và xem? Thẩm Nhất Cùng và đoàn người của anh ta im lặng một chút, sau đó cẩn thận hỏi liệu đó có phải là vấn đề ma quỷ hay không, hay chỉ là vấn đề phong thủy. Lâm Giác cười, nói rằng Thẩm Nhất Cùng thật ngốc nghếch, muốn xem phong thủy cũng không cần phải làm phiền Lâm Phách. Thẩm Nhất Cùng biểu hiện vẻ thất vọng. Chỉ muốn tìm một người phong thủy để giúp đỡ, không muốn đối mặt với những vấn đề ma quỷ phức tạp. Thẩm Mộ Tứ cũng vui vẻ, nói rằng càng đến xem càng tốt, để Lâm Trục Thủy đào tạo họ trở nên toàn diện hơn. "Quán Nhi, cậu đi không?" Lâm Giác không tha cho Chu Gia Ngư. "Đi thôi." Chu Gia Ngư suy nghĩ một chút rồi quyết định tham gia, anh không thể luôn chờ đợi Lâm Trục Thủy che chở mình. Họ đã trưởng thành và không còn là đôi sinh đôi nếu không có sự bảo vệ của Lâm Trục Thủy, anh vẫn có thể tự mình đối mặt với khó khăn. Vậy cả hai đi, Lâm Giác nói, tôi ở đây, không có gì đáng lo lắng cả. Vì vậy, Lâm Giác để Lâm Phách dẫn vào một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Vẻ ngoài của anh ta có vẻ lịch lãm, với vòng trán cao và đôi mắt sáng sủa, trên trán có một miếng phú quý, rõ ràng là một người giàu có. Tuy nhiên, Chu Gia Ngư nhận ra rằng anh ta có một ít hắc khí trên người, điều này không lạ vì anh ta có vẻ như là một người thông thường. Lâm tiểu thư, chào cô. Anh ta ngồi trên ghế đối diện với vẻ tỏ ra lịch lãm. Về tình hình trong nhà của ngài, ngài có thể nói cho chúng tôi biết một chút không? Lâm Giác nói sau khi đã thưởng thức hết hào mai. Tôi là Giang Húc Đào, người trong nhà tôi làm kinh doanh vật liệu xây dựng, Giang Húc Đào giới thiệu bản thân một cách đơn giản ba tháng trước, tôi mua một bộ nhị tay phòng, nhưng không ngờ nhà mình có điều gì đó không bình thường. Lâm Giác nói, với vẻ buồn bã, có gì đặc biệt ở đó? Giang Húc Đào nói, vào buổi tối, tôi thường nghe tiếng gõ vào vách tường, nhưng không thấy ai đứng bên ngoài. Vách tường, thẩm nhất cùng lên tiếng, ông có thử hỏi xung quanh xem có ai làm việc đó không? Giang Húc Đào cười khổ, nhà đó là biệt thự, không có hàng xóm chu gia ngư nói nhưng nếu ông giang có thể ở đây thì chắc chắn ông có một địa vị không bình thường tại sao lại mua một biệt thự như vậy anh ta nhìn có vẻ thay đổi nhưng sau đó lên tiếng thực sự tôi phải thú nhận rằng ngoài việc kinh doanh vật liệu xây dựng sinh ý tôi còn có một ngành nghề khác ngành nghề gì chu gia ngư hỏi giang húc đào có vẻ ngượng ngùng nhưng cuối cùng anh ta vẫn nói ra tôi thu mua hàng trộm để bán lại. Mọi người im lặng sau lời nói của anh ta. Chu Gia Ngư không thể tin được có người làm nghề này để sinh sống, đặc biệt là từ vẻ ngoài của Giang Húc Đào, anh ta không phải là người thiếu tiền. Lâm Giác nhăn mày, vậy biệt thự này cũng là hàng trộm. Nhưng bạn không bán nữa sao? Làm thế nào bạn tự mình vào ở được? Giang Húc Đào nói, "Ôi, câu chuyện này dài lắm." Lâm Giác tự múc một chén trà, lấy vị trí thoải mái trên ghế ông chó cưng hoàng thử lang và thư thư rồi nói không cần vội ông có thể kể chậm rãi rõ ràng là thời tiết đã dần trở lạnh nhưng giang húc đào vẫn thấy mồ hôi ướt đẫm trên trán anh ta nuốt nước miếng và sau đó nói thực ra căn nhà này chỉ là tình cờ sau khi chúng tôi vào lại phát hiện ra không thể ra khỏi không thể ra khỏi lầm giác nghe vậy mặt lập tức tỏ ra hứng thú Ngồi thẳng lên, có nghĩa là sao? Hãy nói chi tiết hơn cho tôi nghe. Giang Húc Đào lúc này mới bắt đầu kể lại tình huống của ngôi nhà. Chương 84, sự kỳ bí. Dù là một người kinh doanh hàng trộm, Giang Húc Đào chưa bao giờ thực sự ở trong một căn nhà hàng trộm. Anh ta chỉ mua bán vật liệu xây dựng. Tôi thực sự rất sợ những thứ đó, nhưng ngày đó thực sự là một tình huống không đúng lúc. Giang Húc Đào cười khổ. Ống nước trong nhà tôi bị vỡ một cách bất ngờ, một phòng đầy nước. Khi đó, mọi người trong nhà đều hoảng sợ và tôi nhanh chóng tìm phòng gần nhất để trú ẩn. Tôi nghĩ là sau vài đêm, khi nước đã được xử lý và sàn nhà đã được sửa chữa, chúng tôi sẽ chuyển về. Trong phòng, mọi người lắng nghe câu chuyện của anh ta. Lâm Giác nắm chén trà, mắt sáng lên, nhìn chăm chú vào Giang Húc Đào, nhưng không chỉ sau một đêm, làm thế nào sau đó? Giang Húc Đào trả lời, "Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy ban đầu. Nhưng không ai ngờ rằng sau vài ngày, những người trong nhà bắt đầu cảm thấy thoải mái ở trong căn phòng này. Ban đầu, tôi cảm thấy rất lạ, nhưng sau vài đêm, không có gì xảy ra và tôi nghĩ rằng có lẽ tôi chỉ là lo quá thôi." Theo giải thích của Giang Húc Đào, dù anh ta bán hàng trộm, nhưng hầu hết thời gian không có gì xảy ra. Chỉ có một số người cảm thấy không thoải mái. Ví dụ có người mua nhà muốn dọn vào sống ngay, chỉ vì họ cảm thấy không may mắn mà thôi. Vậy sau đó thế nào? Chu Gia Ngư hỏi. Sau đó, chúng tôi ở trong phòng đó hơn một tháng, với hy vọng sẽ sửa chữa nhà khi sàn nhà đã được làm lại. Giang Húc Đào nói, khiến cho mọi người cảm thấy thích thú. Tuy nhiên, cảm giác sợ hãi trên khuôn mặt của anh ta không thể giấu được, và anh ta cảm thấy mồ hôi trải dài trên trán mình. Nhưng ai biết, khi chúng tôi quyết định chuyển đi. Chuyển đi đâu? Sự phản ứng tự nhiên đầu tiên của mọi người khi gặp tình huống không bình thường với căn nhà là dọn ra. Tuy nhiên, Giang Húc Đào không phải lo lắng về vấn đề tài chính, vì anh ta có đủ tiền. Khi chúng tôi phát hiện ra rằng có vấn đề với căn nhà, chúng tôi ngay lập tức nghĩ đến việc dọn ra. Giang Húc Đào cười khổ, vào đêm đó, chúng tôi quyết định đi đến một khách sạn gần đó một đêm, nhưng làm sao thế lầm giác tỏ ra hiếu kỳ dò ra thân thể của mình ai biết đêm đó khi tôi ngủ tôi cảm thấy có người chạy loạn khắp nơi trong phòng giang húc đào cảm thấy run lên tôi lúc đó không thể di chuyển chỉ cảm thấy có một vật nào đó bên cạnh tôi thậm chí còn nói muốn giết cả gia đình tôi nếu tôi không trở về khi anh ta nói đến đây anh ta cầm lấy tay áo của mình Chu Gia Ngư nhìn thấy trên cánh tay của Giang Húc Đào có một vết tích màu xanh tím, và chỉ sau đó anh ta mới nhận ra đó là dấu vết từ việc bị một vật gì đó bấm vào. Ngón này có điểm lạ đấy. Chu Gia Ngư quan sát, và tại sao chỉ có bốn ngón tay? Ồ, Lâm Giác cũng nhận ra, thực sự chỉ có bốn ngón tay. Giang Húc Đào trắng bệch mặt, không dám cử động, đợi mọi người nhìn vào anh ta. Vậy sao không truyền về? chu gia ngư tiếp tục hỏi không tôi sau đó đi cầu thần muốn nhờ sư phụ giúp đỡ nhưng thậm chí một viên ngọc phật cũng không có hiệu quả anh ta lấy ra viên ngọc phật từ cổ của mình chu gia ngư nhìn thấy ngọc phật đó không có dấu hiệu nào đặc biệt và nó thậm chí rất nhạt có lẽ hiệu quả của nó cũng không lớn chúng tôi chịu đựng được mấy đêm ở bên ngoài nhưng cuối cùng không thể nữa chỉ có thể trở về nhà giang húc đào nói sau khi trở về mọi thứ trở nên tốt hơn một chút ít nhất là không còn nhiều dấu vết trên cơ thể nữa nghe có vẻ đau đớn lâm giác nói có người khác trong nhà cũng bị như vậy không giang húc đào gật đầu biểu lộ sự đau đớn lâm tiểu thư xin hãy cứu chúng tôi nếu không chúng tôi không thể chịu đựng nổi nữa vật trong phòng trở nên ngày càng đáng sợ hơn lâm giác suy nghĩ một chút sau đó nói được chúng ta sẽ đi kiểm tra hôm nay chúng ta chuẩn bị hành lý ngày mai chúng ta sẽ xuất phát được không giang húc đào không dám từ chối chỉ biểu lộ sự hứng thú và đi ra sau khi anh ta đi lâm phách chủ nhà hiếu kỳ nói cô làm sao các người đồng ý với điều này lâm giác trả lời nghe từ giang húc đào anh ta đến từ thành phố s đúng không đúng vậy lâm phách không hiểu lâm giác mỉm cười trời lạnh như vậy sợ quán nhi chờ đợi không thoải mái chúng ta hãy đi nghỉ ở thành phố s lâm phách hắn trầm mặc một lúc nếu giang húc đào đến từ phương bắc như vậy lâm giác cười lớn chỉ là đùa thôi coi như tôi khẳng định rằng cũng sẽ giúp anh ấy một chút nghe vậy lâm phách hiểu được ý định ẩn sau lời nói của cô rằng việc giúp đỡ là có thể nhưng có phải là tự mình thực hiện không nhất thiết May mắn là Giang Húc Đào gặp được Lâm Giác, nếu gặp phải Lâm Trục Thủy, không chắc là mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Mặc dù họ đến để xem hung trạch, nhưng trong nhóm vẫn có một không khí vui vẻ, chỉ có thẩm nhất cùng là đang tìm cách chống nắng. Hoàng Thử Lang thấy họ sắp đi nghỉ phép, cảm thấy không vui và bày tỏ tâm trạng bằng cách ngồi xổm trên ghế, gõ đệm và kêu lên. Chu Gia Ngư nhìn thấy nó buồn bã, vừa an ủi vừa nhấn mạnh rằng không thể để nó cảm thấy buồn nhưng khi cậu vừa chạm vào nó hoàng thử lang bắt cậu bằng móng vuốt điều này khiến cả hai bắt đầu một cuộc tranh luận nhỏ chu gia ngư nhìn về phía lâm giác với vẻ bất đắc dĩ cảm thấy như mình giống như một người vô tình đánh rơi treo kẻ rủi ro cô nói sư phụ ngài ấy có biện pháp nào để ngăn chặn không lâm giác đáp anh ta chỉ cần đào là có thể ngăn chặn Hoàng thử lang, ngươi không bị say máy bay sao? Hoàng thử lang chứng tỏ rằng nó không bị say máy bay bằng cách cầm chắc ngực nhỏ của mình. Chu gia ngư thấy nó muốn đi, tiểu chỉ cũng muốn đi cùng, như là một cách tự do cho chính mình. Vào ngày hôm sau, nhóm của họ chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù Lâm Giác đã nói với Giang Húc Đào rằng họ đến để xem tình hình của hung trạch, nhưng chỉ cần mở hành lý của cô là sẽ thấy đầy đủ đồ dùng du lịch không chỉ là mỹ phẩm, mà còn có quần áo áo dài dành cho biển và bãi cát. Lâm Giác dặn dò người đưa Hoàng Thử Lang đến bằng máy bay riêng, còn cô ta và Giang Húc Đào sẽ ngồi chung một khoang trên máy bay thương mại. Khi hạ cánh, mọi người đã thay đổi quần áo mùa đông và sẵn sàng khám phá. Họ mặc áo thun và quần ngắn, cầm theo bản đồ và bắt đầu tìm hiểu điểm nào để thăm dò, hoàn toàn lãng mạn về việc họ là những du khách nông cạn giang húc đào nhìn sâu vào mắt nhưng không dám nói gì chỉ ấm ức chờ đợi một lời kêu từ lâm tiểu thư cho biết xe đã được sắp xếp để đưa nhóm họ đi thăm gian nhà được thế thì chúng ta đi làm chính sự trước lâm giác nhìn đồng hồ đeo tay một cái không cần đợi buổi tối mới ra ngoài trước tiên chúng ta sẽ đi ăn một bữa cơm và sau đó xem tình hình lâm trục thủy không có ở đó khiến cho không khí trong nhóm đồ đệ trở nên náo nhiệt hơn mọi người trên xe đang vui vẻ thảo luận về nơi nào có hải sản tươi ngon nhất và cách giải quyết vấn đề sau khi đã thăm dò xong chu gia ngư cầm tiểu chỉ ra khỏi túi đứng dậy và mở rộng thân thể của cô tiểu chỉ ngồi cạnh tài xế giang húc đào đôi mắt tròn to đầy lo sợ nhìn xung quanh chu gia ngư hỏi cô rằng điều này là gì chu gia ngư nói đây là con của tôi có đáng yêu không Giang Húc Đào che giấu lương tâm bằng việc nói rằng con bé đáng yêu. Nhưng thực tế, hắn cảm thấy bản thân đang đầy áp lực. Nếu không có Chu Gia Ngư ngồi bên cạnh, hắn đã muốn lấy bật lửa ra và hút thuốc. Bữa tối được ăn tại nhà hàng của Giang Húc Đào. Họ cũng gặp được con gái của Giang Húc Đào. Con gái của Giang Húc Đào là một cô bé rất đáng yêu, được mọi người trong gia đình yêu thương. Cô bé mặc váy xinh xắn gương mặt trắng trẻo và đôi mắt đẹp làm say lòng người nha nha giang húc đào kêu cô bé bằng cách gọi tên nhanh tới đây chào cô chú đi cháu chào mọi người à nha nha mềm mại gọi ừ ngoan lắm lâm giác mở to mắt và cười có thể để cô xem cái vết trên cánh tay không nha nha ngần ngại một lúc rồi nhìn về phía ba mình khi đã nhận được sự chấp nhận từ giang húc đào cô bé mới giơ cánh tay ra để lâm giác xem vết thương lâm giác nắm chặt cổ tay của cô bé và quan sát vết thương trên cánh tay vết thương này đã tồn tại từ bao lâu đã một tháng kể từ khi chúng tôi ra ngoài và bị tấn công giang húc đào giải thích sau khi trở về nó mới bắt đầu lành lại lâm giác suy nghĩ một lúc hãy đưa con gái của ông vào nhà trước để tôi kiểm tra một chút gian nhà này là một tòa biệt thự độc lập được bao quanh bởi một khu vườn rộng lớn. Trên sân có một số tượng điêu khắc hình động vật làm bằng đá, tạo cho khuôn viên trở nên sống động. Sân cỏ phía sau nhà không xa, mở ra là biển rộng mênh mông và bãi cát trắng. Nơi này, mặc dù được gọi là hung trạch, nhưng nếu không đề cập tới tên gọi đó, có lẽ sẽ giống như một công viên giải trí hấp dẫn. Tuy nhiên, Chu Gia Ngư vẫn cảm thấy có điều gì đó không bình thường trong phòng. Trên nóc nhà, một lớp khí đen dày đặc tỏ ra đặc biệt nồng nặc giống như một tầng mây đen bao phủ từ trên cao hắn nhìn lên phát hiện rằng mái nhà của biệt thự này có một tầng nhỏ làm gác ta đã chuẩn bị xong bữa cơm các quý vị có thể ăn trước giang húc đào bày tỏ sự lịch sự và chỉnh chu rồi sau đó ta sẽ dẫn các vị đến phòng nghỉ không nên vội vàng được lầm giác nhìn thấy trời đã sắp tối không cần phải cưỡng ép hơn nữa những điều kỳ quái này thường chỉ diễn ra vào buổi tối bữa tối được dọn ra với đủ loại hải sản tươi ngon và mỹ vị khiến mọi người đều rất hạnh phúc tuy nhiên nha nha vẫn cảm thấy một chút sợ hãi trước những người lạ trong lúc ăn cô bé thỉnh thoảng nhìn về phía họ dường như không quen với sự hiện diện của những người mới giang húc đào cố gắng giải thích rằng nha nha là một cô bé khá hướng nội khi bữa cơm kết thúc Buổi làm chính sự bắt đầu. Giang Húc Đào dẫn nha nha vào phòng ngủ của cô bé, sau đó trở lại dưới để nói chuyện với họ. "Giang tiên sinh." Lâm Giác nói, "Có một vấn đề quan trọng, sao ông không nói cho chúng tôi biết từ trước?" "Giang Húc Đào hỏi, "Vấn đề quan trọng? Cô đang nói về cái gì?" Lâm Giác chỉ vào phòng trên, "Nếu như đây là hung trạch, thì có lẽ đã xảy ra một vụ án mạng nào đó ở trong phòng này." ông không nói cho chúng tôi biết về vụ án đó à giang húc đào nói lâm tiểu thư cô nghĩ gì về việc này lâm giác thản nhiên nhấn nút điếu thuốc giang húc đào tiếp tục thật không dám giấu giếm căn nhà này đã được tôi mua lại từ một lão già với giá rất rẻ mái nhà này như cô có thể thấy được xây dựng rất kỹ lưỡng điều này giống với những căn nhà gác mái nhỏ khác nhưng phòng này luôn luôn đều được gọi là hung trạch Giang Húc đào hút một hơi thuốc, trước đây có 12 người ăn cơm ở đây và tất cả đều chết trong căn phòng này. Hắn nhìn lên, chỉ vào xà ngang trong phòng khách, chính cái xà nhà đó, toàn bộ gia đình, từ cha mẹ đến con cái, đều bị treo cổ lên trên đó. Chu Gia Ngư nhìn lên, nhưng không thấy gì. 12 người ăn cơm và chết mà không ai sống sót. Giang Húc đào lấy một số tài liệu ra, đặt trước mặt họ. Đây là thông tin từ cảnh sát địa phương và có một số hình ảnh trong báo. Có lẽ các bạn sẽ quan tâm. Chu Gia Ngư lấy tài liệu, phát hiện rằng mọi sự kiện từ khi căn nhà được xây dựng đến bây giờ đều được ghi chép chi tiết. Tuy nhiên, ngôi nhà này cũng không quá cũ kỹ. Theo như tài liệu, 12 người trong lời kể của Giang Húc Đào là những người chủ thứ hai của căn nhà này. Chủ nhân đầu tiên của ngôi nhà là một cặp vợ chồng trẻ Nghe nói họ đã bán ngôi nhà này vì cần tiền và nhanh chóng rời khỏi địa phương sau khi bán. Những người này đều tự sát à?" Lâm Giác hỏi sau khi xem tài liệu. "Đúng vậy, cảnh sát đã kết luận như vậy," Giang Húc Đào nói nhỏ, "nhưng có tin đồn rằng họ bị giết, vì dù sao cả gia đình đứng xếp hàng thắt cổ tự sát cũng là điều khó tin." Lâm Giác cũng nhìn xà nhà và thắc mắc, "Xà nhà cao như vậy, làm sao họ treo dây thường lên được?" dù có thang cũng phải dùng thang đặc chế. Đó cũng là một điểm nghi ngờ, Giang Húc Đào thở dài, nhưng tôi chỉ là một người kinh doanh, không thể suy nghĩ nhiều như vậy, nghĩ nhiều lại sợ hãi. Điều đó cũng đúng, Chu Gia Ngư nói, có người thật sự mua ngôi nhà này không? Nói đến đây, Giang Húc Đào hơi ngượng ngùng nhưng cũng không thể che giấu, tôi bán cho người ngoại địa. Hùng Trạch chỉ là tâm lý, người mua không biết thì sẽ không sao. Chu Gia Ngư. Mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt không nói nên lời. Giang Húc Đào chỉ biết cười làm lành, xin lỗi, tôi biết sai rồi, sau này sẽ không làm tiếp công việc này. Việc liên quan đến quỷ thần thật sự không phải chuyện để đùa. Giang Húc Đào nói không tin, nhưng vào ở vài ngày đã gặp chuyện như vậy, có lẽ đó là quả báo. Theo lời hắn, Hùng Trạch có lợi nhuận rất cao. Ngôi nhà này mua 3 triệu, có thể bán được đến 20 triệu điều đó đủ để người ta liều mình. Chết 12 người, đồ vật trong nhà có thể liên quan đến họ, Lâm Giác cũng đốt một điếu thuốc, nhưng không nói trước được. Hãy xem tình hình trước, những thứ này mỗi đêm đều xuất hiện à? Giang Húc đào gật đầu. Lâm Giác nói, vậy chúng ta sẽ chờ. Nghe vậy, Giang Húc Đào có vẻ muốn nói nhưng lại thôi. Lâm Giác hỏi hắn có chuyện gì? Giang Húc Đào nói, trong phòng này nhiều người như vậy, liệu vật kia có thể bị dọa mà không dám xuất hiện không? Lâm giác cười và chỉ vào Chu Gia Ngư đang ngồi bên cạnh, có anh ấy ở đây, không cần lo lắng vật kia sẽ không dám xuất hiện. Dù sao, miếng pho mát ngon lành như vậy bày trước mắt, rất khó có thứ gì bẩn thỉu có thể chống lại sự mê hoặc này. Chu Gia Ngư đã quen, nghe Lâm Giác nói chỉ cười, cầm lấy tài liệu từ tay Giang Húc Đào tiếp tục nghiên cứu. Hắn phát hiện rằng 12 người treo cổ trên xà ngang được sắp xếp theo chiều cao. Bức ảnh mặc dù không rõ ràng, nhưng có thể thấy thi thể của họ treo lơ lửng ngay trên đầu ghế sofa. Chu Gia Ngư không nhịn được ngẩng đầu nhìn trần nhà. Thực ra, trần nhà này có chút kỳ quái. Vốn là kiến trúc hiện đại, nhưng trên trần nhà lại có một cái xà ngang không hợp. Xà ngang này làm bằng gỗ, màu đỏ loét, đột ngột nằm ngang giữa đại sảnh. Chu Gia Ngư ở Lâm Gia hơn một năm, cũng đã học được không ít kiến thức về phong thủy. Hắn biết rằng trong phòng rất kỵ cấu trúc xà ngang ép đỉnh, nếu ở lâu trong gian nhà như vậy, người sống sẽ suy yếu, vận thế cũng giảm sút. Lâm Giác và các đồ đệ chắc chắn cũng nhìn ra vấn đề này, nhưng không rõ nó liên quan thế nào đến cái chết của chủ nhân trước đây. Trong lúc chờ đợi, mấy người cảm thấy hơi chán nên mở tivi xem và tán gẫu. So với bọn họ, Giang Húc Đào trông có vẻ lo lắng hơn, đứng ngồi không yên trên ghế sofa, thỉnh thoảng liếc nhìn lên lầu. Hơn 11 giờ, Lâm Giác nhìn đồng hồ rồi nói, không sai biệt lắm. Cô lấy ra một cái lư hương từ vali hành lý và đốt một cây hương màu đỏ. Sau khi đốt hương, Lâm Giác lấy ra bút lông và chu sa, bắt đầu đi loanh quanh trong các góc nhà. Các đồ đệ theo dõi, tiểu chỉ nằm trên vai chu gia ngư, ngáp dài. Nửa đêm 12 giờ, trời đã hoàn toàn tối. Ánh trăng sáng, nhưng giữa bầu trời có tầng mây. Thỉnh thoảng, mặt trăng lại ẩn sau tầng mây, lúc này bên ngoài gần như không nhìn thấy gì. Nửa giờ sau, trong phòng vẫn yên tĩnh, Giang Húc Đào có vẻ lo lắng, nói rằng bình thường lúc này trong phòng đã bắt đầu có động tĩnh, nhưng hôm nay lại rất yên tĩnh, có phải vì những thứ đó sợ không dám xuất hiện. Lâm Giác không nói gì nhìn đồng hồ rồi đốt thêm một cây hương bảo chờ thêm chút nữa không có âm thanh mọi người có phần buồn ngủ chu gia ngư dựa vào ghế sofa ngáp dài mắt díu lại nhưng đúng lúc này tiếng chuông cửa sắc bén vang lên keng 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 tiếng chuông cửa vang lên trong sự yên tĩnh của phòng khiến mọi người trở nên căng thẳng giang húc đào phản ứng mạnh nhất cả người giật mình như bị điện giật đầy vẻ hoảng sợ Lâm giác dập tắt điếu thuốc trong miệng, nói, chớ sốt sắng, giang tiên sinh, có thể bên ngoài là người. Trước tiên đi xem tình huống thế nào. Ai ngờ giang húc đào, với giọng khàn đặc vì kinh hãi quá độ, nói, có thể, nhưng mà, nhà tôi không có lắp đặt chuông cửa. Lời này khiến mọi người rơi vào trầm mặc. Lâm giác ồ một tiếng, sau đó buộc tóc thành đuôi ngựa, đến đây, đến đây. Tiếng chuông cửa chói tai vẫn vang lên, Cô đứng dậy, tiến về phía cửa. Chu Gia Ngư luôn biết Lâm Giác gan dạ, bây giờ nhìn thấy cô không sợ hãi trước biến cố, trong lòng càng khâm phục. Dù đã quen gặp phải những tình huống kỳ dị, nhưng nghe Giang Húc Đào nói nhà không có chuông cửa, tim hắn vẫn không khỏi đập nhanh hơn một chút. Lâm Giác đến cửa, nhìn qua hệ thống camera thấy ngoài cửa quả thật không có ai, chỉ có khoảng sân trống rỗng dưới bóng đêm, nhưng tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên đâm vào tai đau đớn. Lâm giác đứng trước cửa, lấy ra một con dao găm đẹp đẽ, hướng về phía không khí chém vài lần, tiếng chuông cửa lập tức ngừng. Ngay sau đó, mọi người nghe thấy tiếng chạy trên sàn nhà từ trên trần nhà vọng xuống. Tùng 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 tùng, tiếng vang quá lớn, Chu Gia Ngư có thể xác định nó phát ra từ trần nhà. Đi lên lầu 2, Lâm Giác nói xong rồi đi lên. Chu Gia Ngư cũng định đi, nhưng lại chú ý thấy một hiện tượng lạ. Hắn mơ hồ nhìn thấy trên trần nhà xuất hiện những bóng đen vặn vẹo, không giống hình người, trông như đang ngọ nguậy trên trần nhà trắng. Chu Gia Ngư ngừng lại một chút, quyết định lên lầu 2 xem tình hình. Trên lầu 2, tiếng tùng 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 nhỏ hơn, nhưng vẫn từ dưới chân họ vọng lên. Lâm tiểu thư, Giang Húc đào mồ hôi lạnh đầm đìa, hỏi, làm sao bây giờ? Lâm giác nhìn quanh, nghi hoặc, kỳ quái, đến lầu 2, khí tức vật kia lại phai nhạt. Nghe vậy, Chu Gia Ngư đột nhiên có một liên tưởng không tốt. Hắn cười khan, nói, sư bá, có thể nào những thứ đó không phải đang chạy ở lầu 2, mà là... Trên trần nhà lầu 1. Lâm giác sáng mắt lên, thông minh. Chu Gia Ngư nói xong, liếc mắt về phía cầu thang, phát hiện bóng đen mà hắn nhìn thấy trên trần nhà lầu một dường như đang di chuyển dọc hành lang về phía họ phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn